Rồi, Thiện cũng mến chào tất cả bà con trên mọi miền đất nước nha. Đã quay trở lại kênh của nông cơ Thiện Bơm Nước Mini Nhật Bãi. Ngày hôm nay Thiện lên một số máy, có số máy là đã nổ dọn nổ, anh em thợ đã dọn nổ ok, máy đẹp xuất sắc. Để giờ bà con có việc đổ xăng vô là xài thôi. Và ngày hôm nay Thiện có xả một số lô cát cỏ và bơm nước. Và những cái đầu cát cỏ là có cây là cũng đã nổ dọn nổ. Thì Thiện sẽ lên hết cái nào mà Thiện sẽ báo hết cho bà con. À, hơi hám sao thiếu đồ gì đó Thiện sẽ báo, và trong khi đó Thiện sẽ đưa cái giá, một cái giá nó phù hợp để cho bà con lựa chọn. Bà con thấy cái giá tiền cái con máy nó phù hợp thì cứ alo cho Thiện hoặc là kết bạn Zalo đó. Còn những cái con máy phun thuốc này nọ thì bà con nào không hiểu thì hãy kết bạn Zalo và để Thiện tư vấn thêm, mà để mình mua con máy rồi mà mình làm cái công việc mình cho nó phù hợp. Chứ bà con mua nhiều con máy, bà con làm ít mà làm nhiều mà mua những con máy nhỏ thì tốc độ nó sẽ mất cái thời gian của bà con đi. Cho nên bà con hãy, nếu mà không hiểu thì hãy kết bạn Zalo. Cái số điện thoại của Thiện là 0937602155, còn không á là dưới tiêu đời Thiện cũng có để cái số điện thoại, hãy kết bạn Zalo để cho Thiện tư vấn thêm, để mình lấy một cái con máy giờ nó làm cho nó phù hợp trong cái công việc của mình nha. Thì bây giờ là Thiện lên cái kênh này cũng là cuối năm rồi, khoảng ngày hai ngày nữa là bưu điện sẽ ngưng hàng. Thì Thiện sẽ gửi được một đơn hàng cuối cùng là thanh thủ trước Tết, nhận trước 25-26 Tết đó. Còn những đơn hàng nào xa quá như Hà Nội, ngoài Lạng Sơn thì có thể đơn hàng vẫn đi, nhưng mà đơn hàng sẽ đi tới nơi nào, tỉnh thành nào mà bưu điện nghỉ ăn Tết thì sẽ đổi hàng tại nơi đó, và mùng 2 Tết sẽ xuất phát, sẽ đi phát lại cho bà con đó. Cho nên bà con yên tâm về cái phần đó, nếu mất hàng thì bên cửa hàng sẽ chịu trách nhiệm hết hoàn toàn. Cho nên bà con yên tâm. Rồi thì ngày hôm nay thì bà con cũng rõ rồi, bà con xem thì mua hàng bên cửa hàng thì phải có cọc Thiện mới đóng hàng. Cho nên bà con, hoặc nếu bà con nào không có thời gian mà để đi chuyển tiền thì bà con cứ cọc cho Thiện từ 100 đến 200 ngàn tiền cạc đó, để mà có mình bổn phận để nghe máy. Nhiều bà con đặt hàng chơi ship về nghe bưu tá điện thoại thì không nghe máy đó, nhiều tình trạng gì. Và một tháng đây là đã bị rất nhiều. Tuy 100 ngàn nó không đáng xá gì nha bà con, nhưng mà bà con phải có bổn phận mà nghe máy, mà để cho bưu tá người ta giao máy. Còn nếu bà con nào bận quá lưu lại cho anh 2 ngày 3 ngày đó thì bưu tá sẽ lưu lại tỉnh thành, thì 2-3 ngày nữa thì bưu tá sẽ phát cho bà con đó. Cho nên bà con lưu ý dùm. Và cái thứ hai nữa, hàng hóa là trước khi nhận hàng mà phải kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì bà con thấy những cái đơn hàng nào bới này nọ hãy chụp hóa đơn hoặc là mã hoàn đơn gỡ trực tiếp qua cho Thiện, để cho bưu điện có bổn phận mà để đền hàng cho mình nha. Cho nên bà con hãy lưu ý dùm cho Thiện, chứ đừng có táo mà thanh toán rồi để đó xong rồi ngày mai mất kiểm tra hàng rồi hàng bởi đi, thì bưu tá đã thu tiền rồi thì nó khía không có chịu trách nhiệm cho mình đó. Cho nên bà con hãy phối hợp với Thiện để mà cho bưu tá nó có bổn phận hàng hóa gỡ đi cho nó an toàn đó. Cho nên bà con hãy lưu ý dùm nha. Rồi thì bà con xem kênh đó, thì ngày hôm nay đó có những con máy này đó, thì bà con lấy phụ tùng hay là cái gì đó thì bà con thấy phù hợp hết thì bà con alo cho Thiện nha. Rồi Thiện sẽ vô cái con máy đầu tiên, Thiện sẽ giao lưu cho bà con nè, một con Ajax nha. Con Ajax này nòng 34 xài quạt. Thì nhà bà con nào xài có những cái dòng này nó thiếu đồ, hai chiến xăng bổ giật bổ nòng hay cái gì đó thì bà con lấy cái con này rồi bà con thay đồ vô, hoặc là bà con này nó sẽ có lửa luôn thì mình, hoặc là mình thay cái động cơ này vô là mình xài. Thì độc quyền là cái con Ajax này, nhà bà con nào có xài hoặc là Rubin là nó sẽ trùng hết nha bà con. Rồi con số 1 này Thiện sẽ bán cho bà con là 150k đó, số 1 150k nha. Rồi vô cái con số 2 nè. Số 2 gồm một cái lô số 2 này nè, gồm có 2-3 con. 3 con, một con Maru. 3 con TU chứ. Đó TU nha, Maru. Đó, một con ổ giật có nè, và chiến xăng có. Bình xăng là hai cái bình xăng chứa là còn nguyên si nha, bơm rồi là còn yêu nguyên hết đó. Con này đó tình trạng là đó, Thiện sẽ bán cho bà con lấy phụ tùng lấy gì đó thì bà con xem nha. Đó đây nè, như có con này nè, nó chỉ thiếu nắp bô e thôi đó, giờ là dọn giòn lại đó. Đây lớp bơi lớp đồ còn ngon luôn nha. Rồi cái lô 2 này Thiện sẽ bán cho bà con là 700 ngàn đó. Trong ba con này bà con sẽ dọn được một con thì bà con đã đủ lò rồi, thì tơi u thì bà con cũng rõ rồi, TU mà lấy giá sát cũng đã 1,2 triệu rồi. Thì cái lô 2 này Thiện sẽ bán cho bà con là 700 ngàn nha. Đó, 700 ngàn là không bao ship nha. Ngày hôm nay kênh của Thiện là không có bao ship nha bà con, tại vì Thiện đưa cái giá là không bao ship cho bà con. Đó, còn những cái con máy mà Thiện dọn nổ nè, Thiện có bổn phận là
những con máy nào mà Thiện bao nổ là Thiện sẽ có bổn phận hỗ trợ cho bà con trong vòng 3 tháng. Nhiều lúc bà con máy móc bị trục chặt nho nhỏ thì cứ alo cho Thiện, Thiện sẽ ở phụ tùng trực tiếp cho bà con. Đó là những con máy nào mà Thiện bao nổ. Còn những con máy lô mà Thiện bao hơi bao lửa là Thiện sẽ bao hành thức trên video cho bà con nha. Rồi vô cái lô 3 nè. Cái lô 3 này gồm có 3 con bơm nước. Đó, 3 con bơm nước nha. Đó, 3 con bơm nước đều có 3 cái chế xăng. Bơm nước mini nha. Con này giật thử được không cho bà con? Đó, một con giật được. Con thứ hai. Hai con giật được. Rồi, 3 con giật được nha. Đó, tình trạng là 3 con máy này nè, đó 3 con đều giật được hết. Thì 3 chế xăng cũng có luôn. Thì cái lô 3 nè. Cái lô 3 này gồm có 3 con. Khỏi có Tấn đừng có ghi vậy. Hỏi mà ghi cái lô 2 biết không? Lô 2 là 700k là ghi hai con kia là con số 2 số 2 luôn. Ngày mai mình khỏi lộn. Đó. Rồi vô cái lô 3 nè. Lô 3 lại gồm 3 con. Rồi 3 con này Thiện sẽ giao lưu cho bà con, bán cho bà con là 3 con nha, không bao ship, không bao gì hết. Đó, có 3 cái chiến xăng. Hơi là giật được hết, ok nè, giờ cho bà con dọn nha. 3 con này 1 triệu cho bà con nha. Đó, ghi 3 con. Ghi lô 3 là 1 triệu. Rồi cái đây số 3, ngày mai là mình tìm máy là mình đóng được. Rồi vô cái lô 4 nè. Đó. Vô cái lô 4 này gồm có 3 con. 3 con hiệu Curit nha. Đó, 3 con hiệu Curit, 2 con. 2 con là còn ổ giật ổ đồ hết nè. Một cái con này. Con này là nè, cái đầu ti nó còn nguyên nè. Còn cái con này đầu ti nó bị xuất ra nè. Đó, phụ tùng nè. Đây, đầu ti nó xuất ra. Con này bình xăng chứa còn, bình xăng chứa còn luôn. Đó, giờ bà con lấy cái con này bỏ qua con này cũng được luôn, sàn hết. Đó, phụ tùng là còn nguyên hết nha, con này không có chết xăng. Có hai cái chế xăng nha. Rồi cái lô 3 nè. Lô 3 này bán cho bà con 1 triệu luôn nha. Đó, lô 4 nha, 1 triệu 3 con. Đó, lô 4 1 triệu 3 con. Rồi, vô cái lô 5 nè. Lô 5 này gồm có 3 con tơi đơ nha, tơi đơ 33. Đó, tơi đơ 33, 3 con. Bình xăng là cái con này có một con này nó nứt một chút xíu chỗ này rồi. Đó, nứt rồi nha. Đó, bình xăng là nứt 3 con. Bán về giao lưu cho bà con. Bố rồi nè, ổ giật ổ đồ còn nè, bố e còn, bố còn. Đó, con này cũng bố còn, coi như là đầy đủ bình xăng chứa là bị hư. Đó, dây giật có con giật được, có con là bị tuột nha. Bao chạy nha. Đó, đây nè, bao chạy cho bà con. Đó, bao lăn được nha. Có nghĩa là bao lăn được, ổ giật bị tuột nha. Đó, con này nè. À, con này hơi cứng nè. Đó, con này nó hơi cứng nha. Đó, còn đó hai cứng. Rồi, cái lô 5 này gồm có 3 con tơi đơi 33 nha. Đó, 3 con này thì sẽ bán cho bà con là 1 triệu 2 nha. Đó, 3 con 1 triệu 2. Rồi, 3 con 1 triệu 2. Vô cái lô 6 nè. Lô 6 là một cái con cũng có là tơi đơi luôn nè. Đầy đủ đồ, bao hơi bao lửa cho bà con. Chuyện con này đầy đủ đồ, bao hơi bao lửa nha. Đó, những cái con này là bao hơi bao lửa nè, đủ đồ. Đó. Rồi, cái con lô 6 nè, đủ đồ nha. Bao hơi bao lửa, khỏi cần giật luôn. Bao hơi bao lửa là ok. Rồi, cái lô 6. Lô 6 này bán cho bà con là 700 ngàn nha. Lô 6 700 ngàn. Đó, đó bà con xem nè. Lô 6 nha, 700 ngàn. Rồi, vô cái lô 7 nè. Lô 7 cũng là một cái con tơi đơi luôn. Đó, tơi đơi luôn nha. Tơi đơi 33 luôn nha bà con. Đây, tơi đơi 33. Bao hơi bao lửa cho bà con luôn. Đó, bao hơi bao lửa luôn. Đầy đủ đồ, bao đủ đồ. Đó, y sơi y đồ còn y quyên. Rồi, con lô 7 này cũng vậy. Bán cho bà con cũng 700k luôn nha. Đó, lô 7 cũng 700k luôn cho bà con. Đó, bà con coi nè, thấy không? Còn đẹp xuất sắc luôn. Đó, tơi đơi 33. Đó, bố rồi còn đẹp luôn nha. Giờ gắn cần vô là xài thôi. Đó, lô 6 cũng 700. Lô 7 cũng 700 luôn cho bà con luôn. Rồi, vô cái lô 8 nè. Lô 8 là một cái con Mitsu nha bà con. Mitsu MB 200. 6, 7 đều 700 hết. Rồi, rồi vô cái lô 8 nè. Lô 8 là một cái cây cắt cỏ nha. Hơi lửa có nha. Đó, hơi lửa có. Đó, đầy đủ đồ bô e, đầy đủ chén cỏ còn, đầu bò còn. Đó, cây này nè. Cây này là Mitsu G200 nha. Hơi hám có. Nhưng mà nó móc cái cần gạt ga nè. Đó, móc cái cần gạt ga nha. Con tắc con đồ còn, cần còn. Chén cỏ còn. Đầu bò còn nha. Đầu bò còn. Mà đầu bò nó móc cái chén kẹp nha. Đó, móc cái chén kẹp. Giờ bà con mua bỏ vô. Đó. Rồi, con này là hiệu nó đây nè. Maru Yangma nha. Đó, Maru Yangma nè. Đó, Maru Yangma MB 200 nha. Rồi, cái con này Thiện sẽ bán đầy đủ đồ hết cho bà con. Thấy không? Hơi hám nè, bà con xem hơi nè. Hơi rất ngon.
con này là nòng nó bao nhiêu ta, để Thiện coi. Nòng nó hình như 33. Con này MD200 là Maru Yanma nè. Nòng nó 33, 34 lượng nha bà con. Rồi bán cho bà con cái cây này cho bà con là 800 ngàn nha. Số 8, 800 ngàn. Vô con số 9 nè. Một con Echo Kudit nè. Con này cũng đầy đủ đồ luôn. Ủi giật trợ lực nè. Đó. Ủi giật trợ lực nè. Thấy không? Bà con thấy giật được nè. Đó. Hơi hám đồ còn ngon. Bao hơi, bao lửa, đủ đồ. Con này là chén cỏ con. Đầu bò con. Rồi, đầu bò con nè nha. À, chén kẹp còn luôn. À, con này là đầy đủ đồ, con này còn đẹp. Echo Kudit, nó Echo Kudit 262 nha bà con. À, 262. Ừ. À, con này là 262. Rồi con này bán cho bà con 1 triệu nha. À, bao hơi bao lửa số 9 1 triệu. À, 262 nha, nòng 34 hơn 34 nha, số 9 1 triệu. Rồi vô con số 10 nè. Một con Tanaka nha. Đó, con này là ba lô. Con Tanaka 223. Đó, con này là xài ba lô nha. Hơi hám đồ là còn ngon nè. Đó, đó bà con coi hơi hám còn ngon. Cần này nọ còn nguyên luôn nha. Cần gác con. Đầu bò chén cỏ đồ, chén cỏ là không có nè. Đó, có đầy đủ giờ gắn vô, chỉ thiếu cái chén cỏ nha. Đó, con này là lô mừng. Lô mừng nha, bao hơi bao lửa bao đủ đồ luôn cho bà con. Đủ đồ nha. Cây này bán cho bà con Tanaka. Con Tanaka này bán cho bà con Tanaka này bán cho bà con 600 ngàn. Rồi vô con 11 nè. 11 là một con tơi F24 nha. Ờ, con này con tơi F24. Con này nè. Đó bộ đây bộ gì đây không biết, có điều khiển gì đây. Đó, con này không biết là nó cái bộ đây bộ điều khiển gì trong này. Ờ, nó có con tắc dây dây rắc dây đồ này là chế độ nó giờ trên kia nha. Ờ, cái bộ đó hơi hám được còn nè. Ừ, hơi hám được còn rất ngon nha. Ờ, mấy dòng này không bao giờ mất lửa tại nó xài sơi, bao đủ đồ cho bà con luôn, bình xăng chứa rồi cũng còn nguyên luôn. Ờ, cây này cũng vậy, cây số 11 cũng coi đầy đủ luôn nha. Cần ga con tắc. Ờ, chén cỏ. Chén cỏ mất nữa, nó ăn sao mà bên Mỹ Nhật hết nha. Đây, chén cỏ chén đồ đầy đủ. Không có chén cỏ thôi nha. Đây nắp chụp mua cái lửa bỏ vô thôi. Rồi, con này cũng bán cho bà con 600k luôn, con số 11 600k. Vô con số 12 nè, một con Tanaka còn mới tinh xà beng luôn. Ở bà con coi cái đai lưng nè. Đó, con 12 nha. Một con Tanaka nè, tum lờ nó cũng là tum rời hết nha. Đó, tum rời hết. Con Tanaka nè, còn đẹp, còn mới ơi là mới luôn, y như là máy chưa xài luôn nha. Đó, coi cái bô nó còn trắng nõn luôn. Con này là cũng bao. Bao hơi luôn cho bà con. Hơi hám đồ có hết. Đó, hơi hám đồ còn rất ngon nè. Đó, hơi hám đồ còn ngon, còn mới tinh xà beng luôn. Cái con này nè, mới ơi là mới luôn. Ở bà con dòm nè, con quá trời luôn, y như là máy chưa xài, chén xăng chén đồ cũng chưa xài luôn. Rồi cái con này bán cho bà con 12, bán cho bà con 800 ngàn nha. Đó, con này đầy đủ nè, ga bóp còn nè. Đầu bò còn có, còn chén kẹp luôn nè, không có chén cỏ thôi. Chén kẹp đồ đầy đủ, đầu bò còn nguyên si hết nha. Đó, bao bao hơi bao lửa đủ đồ cho bà con, giá 800 ngàn. Rồi. Rồi vô một cái con Kawasaki TF24 nữa nè. Con này cũng bao hơi bao đủ đồ luôn cho bà con. Đó, bao hơi bao đủ đồ cho bà con nha. Đó, bao hơi bao đủ đồ. Con 13 nha, chén cỏ nè. Chén cỏ cũng mất. Nó chỉ còn đầu bò, chén kẹp còn. Đó, đầu bò còn, chén kẹp còn nha. Rồi con này á bán cho bà con 600 ngàn luôn nha. Đó. Con 13 600 ngàn. Xong ghi lên đây luôn. 13 600 ngàn. Rồi vô con 14 nè. Vô con 14 là một cái con xịt thuốc nha. Isaki. Đó, Isaki nha bà con. Con này bình nó còn mới tinh xà beng luôn, nằm lên trên đầu áp nè. Đó, con đầu áp nè, đầu áp ti hai đầu nha. Đó, ti đầu tum rời. Đó, con này nè, bà con cứ hỏi con nằm bà này xịt thuốc và vừa có chức năng xịt thuốc và gắn cần cắt cỏ là nó là tum 260 là được hết nha. Đó, bình rồi là còn mới tinh xà beng luôn bà con dòm nè, còn mới luôn. Con này là bao nổ luôn cho bà con. Đó, bao nổ luôn, bao xài luôn cho bà con nha. Đó, những cái con này là Thiện sẽ bao luôn cho bà con nè. Đó, bao nổ bao xài thì bà con cứ yên tâm. Nếu mà nghe Thiện kêu là bao nổ bao xài sẽ hỗ trợ cho bà con là 3 tháng nữa nha. Đó, 3 tháng nữa. Rồi con số 14 nè. Số 14 này bán cho bà con là 2,3 triệu nha. Số 14 2,3 triệu. Để Thiện coi chỗ này coi nó bị xước là không phải bởi. Hên quá. Bình nó còn máu mà bởi chắc chết luôn. Đó, quá đẹp luôn nha. Bình 25 lít.
Rồi 2.3 triệu nha. Bình Thành hất nó ra đây. Rồi vô con 15 nè. 15 là một cái con Isaki Kuruta chứ quên. Bình cháy bí. Đó, bao nổ nha. Riêng con này là bao nổ bao xài. Dây giật còn trắng nổ nè. Bình nó là bình 25 lít nha bà con. Bình 25 lít. Đây có chức năng xả lúa. Con này nó có chức năng xả lúa nha. Còn cực kỳ đẹp. Chỉ nó là nó xấu rồi, xấu cái này thôi. Cái này thì bằng sắt thì nó sẽ bị sét. Cho nên mình giờ mình trà sơ ra là đẹp xuất sắc luôn. Con này là bao xài luôn. Bao xài hết cho bà con. Hỗ trợ cho bà con luôn. Con Kuruta 520 nha bà con. Bình trái bí bình 25 lít. Rồi con này bán cho bà con là 2.8 triệu nha. Bán cho bà con 2.8 triệu. Con 15 2.8 triệu nha. Còn cực kỳ quá đẹp luôn. Vô con 16 nè. Một con Giang Ma BF 6 BF 50 nha. Con này nè. Bình nó là bình 22 lít. Bình 22 lít nha bà con. Đây bình 22 lít. Con này là máng này giờ bà con độ xả lúa được luôn. Hất qua là nó qua rộng luôn nha. Rồi con này á. Con này cũng còn tương đối là đẹp. 17 hả? Rồi 16 nha. Con này còn đai yên đai đồ còn quá đẹp luôn. Rồi bán con này cho bà con là 2.6 triệu nha. 16 2.6 triệu Giang Ma. Vô con 17 nè. Vô con 17 là một cái con bình trái bí nữa nè. Con này là 401 nha. Con này là bao xài luôn cho bà con. Giờ cái việc bà con là xài thôi. Đó dành cho những người già nè. Con này bình này là 10 lít, 15 lít lận, 13, 14 lít lận nha. Có chức năng xả lúa nè. Có chức năng xả lúa. Con này bình trái bí nhỏ đó. Còn cực kỳ đẹp. Đó, thấy bà con dòm nè, còn mới tinh xà beng luôn, bao xài. Bao xài cho bà con. Rồi con số 17 này bán cho bà con là 1.8 triệu nha. Số 17 1.8 triệu. Vô con số 18 nè. Một con Mitsu nha. Con này là 502 nha bà con. Mitsu 502. Con này cũng bao xài, bình 12 lít có chức năng xả lúa. Con này nó cũng có chức năng xả lúa luôn. Bình nó 12 lít nha. Bao xài. Bao xài. Con này còn cực kỳ là đỏ chét, đỏ trơ luôn. Đó, năm mới mà mua những con máy này rất sướng. Đỏ vào nhà rồi có nghĩa là tiền nó vô đó nha. Rồi bán con này cho bà con 1.7 triệu nha. Con số 18 1.7 triệu cho bà con. Rồi vô con 19 nè. Vô con 19 một có con Echo Kurit nha. Echo Kurit. Echo Kurit. Con này Echo Kurit ra là 253 nha bà con. Đó, nồng nó gần 34 ly. Echo Kurit con này bao hơi bao lửa luôn cho bà con. Bao đủ đồ. Con này là đủ đồ luôn nha bà con. Bao đủ đồ. 19 nè, chén cỏ. Chén cỏ còn chứ đầy đủ, chỉ có thiếu cái chén cỏ thôi, đầu bò chén kẹp còn. Đầu bò chén kẹp đồ còn hết nha. Rồi bán cho bà con này 750 nha. 19 750 nha. Vô con 20 nè. 20 là một cái con cũng là Echo Kurit 253 luôn nha. Hất hất cái đầu kia kéo đầu ra. Cũng 253 luôn. Con này cũng chén cỏ mất, đầu bò là còn chén kẹp hết nha, đầy đủ nha. Con này có khả năng nổ luôn không? Hơi bao lửa nó muốn nổ luôn đó. Rồi bán con này cũng vậy cho bà con. Rồi 750 nha, con 20 750 ngàn nha. Rồi vô con 21 nè. 21 là một con TF24 nữa nè. Con này cũng bao đủ đồ, bô e bô đồ, bao hơi bao lửa luôn. Bao hơi bao lửa luôn nha. Bình xăng chứa bị bởi. Bình xăng chứa bị bởi mà bình này thì sẽ hỗ trợ một cái bình ở trên để cho bà con đổ luôn. Cái này nó có cái tay rồi thì sẽ bỏ một cái bình. Bỏ một cái bình cho bà con. Giờ bà con đổ luôn. Rồi con này chén cỏ cũng mất nữa. Sao mà bên Nhật nang chén cỏ hết rồi. Chén kẹp còn. Chén kẹp còn. Rồi bán cho bà con 600 ngàn luôn. 21 600 ngàn nha. Phải coi lại coi. 20 21. Rồi 21 nha, 600 ngàn thì sẽ hỗ trợ cái bình cho bà con. Rồi vô 22 nè. 22 là một con Nativo còn máu tinh xà beng luôn. Bà con dòm nè, con Nativo còn đẹp xuất sắc luôn. Con này nồng 34. Nativo 26 cc nè, nồng 34. Tâm nó là tâm R, tâm 260.
nằm chén cỏ cũng mất luôn. Cần ga còn, chén kẹp còn. Con này còn mới tinh xà beng luôn nha. Rồi bán con này cho bà con 650 ngàn. Con Nativo còn mới tinh xà beng luôn. Con 22. Rồi vô con 23 nè. Con 23 này cũng đủ đồ luôn. Đó, thì coi cái nó nổ nọ. Vô chút ga coi. Mấy cái thằng này giờ là nó muốn nổ luôn. Gài cái con ga lại thấy không? Mấy con này là đủ đồ hết, hơi hám rồi lửa rồi có hết. Đó. Còn chút xíu xăng à. Nó còn có chút xíu xăng à. Nó muốn nổ luôn ha. Bật công tắc chưa? Đầy đủ đồ. Rồi con này cũng vậy, bán cho bà con 750 nha. Hơi 23, 750 nha. Vô con 24 nè. Một con Mitsubishi T130 nè. Con Mitsubishi T130 nha. Con này đầy đủ đồ luôn, bao hơi bao lửa. Đây cũng không có chén cỏ, có chén kẹp nè. Rồi con Mitsubishi này bán cho bà con 700 ngàn nha. Mitsubishi T170. Rồi bán cho bà con 700 ngàn rồi. Con 24 700 ngàn. Vô con 25 nè. 25 nè. Một con Mitsubishi nữa nè nha. Mitsubishi T134 nha. Con này là bình nó là bình 20 lít, có chức năng xả lúa. Có chức năng xả lúa nha. Bình 20 lít có chức năng xả lúa. Bình còn mới tinh xà ben luôn. Đai đồ này nọ cũng còn đẹp. Những cái con mà cái này mà Thiện sẽ hỗ trợ hết cho bà con nha, 3 tháng nữa nha. Rồi con số 25 nè, bán cho bà con 2,6 triệu nha. 35, 25, 2, 3, 2,6 triệu. Bao xài nha. Rồi vô con 26 nè. Một con bơm nước nha. Bơm nước Kuruta. Con này là bơm nước Kuruta nha. Động cơ là Kuruta. Con này nó xài cục Isoy nè. Nó là 3 ngựa 7 nha bà con. 3 ngựa 7 hay 3 ngựa rưỡi vậy đây. 3 ngựa rưỡi. Nằm trên dàn bơm hút xả là 60. Hút xả 60 nha. Lưu lượng nước con này là lên tới 600 lít trên 1 phút. Hút xả 60. Rồi con này bán cho bà con là 2,5 triệu nha. Con số 27, 2,5 triệu Kuruta. 2,5 triệu. Rồi vô con 28 nè. Một con Giang Ma nữa. Kéo sơi ra đâu. Một con Giang Ma. Một con Giang Ma BX 351 nha. Con này còn mới tinh xà beng luôn. Bình 13 lít, 12 lít gì đây. Còn mới tinh luôn. Bình 12 lít thôi nha. 10 lít nó chỗ đây nè. Bình này là 12 lít, con số 28 nha. Con này nó cũng nó máng lọc nè. Chứ không phải là máng vuông. Đây máng vuông rồi. Có nó không có chức năng xả lúa nha bà con. Không có chức năng xả lúa. Con này bán cho bà con 1,4 triệu nha. 1,4 triệu. Giang Ma 1,4 triệu con số 28. Rồi qua con Giang Ma BX 351 nè. Con tai mũ đời mới nè. Bình 12 lít nè. Con này thì còn đẹp hơn. Con này còn đẹp xuất sắc hơn nha. Con này còn đẹp hơn. Tai mũ nè. Quá đẹp luôn. Bình 12 lít nha. Rồi bán con như vậy. Giang Ma 29. Đây 29. Vô con 29 nha, con này con 29. Rồi bán con này cho bà con 1,7 triệu nha. 29, 1,7 triệu nha. Rồi ra đây. Vô con 30 nè. Một con siêu phẩm nữa nè. Hôm nay là thiện hạ giá hết để bán cuối năm cho bà con nha. Rồi con Giang Ma BF 351 nữa nè, tai mũ nữa nè. Con này cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp nha. Cũng 12 lít luôn nha bà con. Cũng 12 lít luôn. Còn đẹp xuất sắc luôn. Con 30 nha bà con. Rồi con 30 này cũng vậy, bán cho bà con 30 còn cái đây vàng lông đồ còn đẹp. Áo đồ này còn nọ còn đẹp luôn. Rồi bán cho bà con 1,7 triệu luôn. Giang Ma tai mũ 1,7 triệu luôn. Vô con 31 nè. Một con Echocuris 410 nữa nè. Bình 12 lít nha, có chức năng xả lúa. Có chức năng xả lúa nha. Con này còn cực kỳ đẹp luôn. Mới tinh xà beng luôn nè. Mới ơi là mới luôn. Con này là có chức năng xả lúa rồi. Chắc chầm chầm luôn. Biết mà.
nó thiệt với đâu, nó giỡn đâu. Đó, có chức năng xả lúa nha. Rồi bán con này cho bà con 2 triệu nha. Con số 31, 2 triệu. Vô con 32 nè. Đó, một con Echocuris nữa nè. Bực con tắt lên coi. Con này nó muốn nổ cái con xăng này, nó nổ luôn á. Vô con chí gà coi. Con này là nó chỉ không, nó thiếu cái chén cỏ thôi. Đó, đầu bò chén kẹp là còn xuyên viên si luôn. Ừ, con 30 mấy? Rồi con 32 nha. Còn xăng giật nổ luôn nha bà con. Đó, còn xăng giật nổ luôn. Rồi bán cho bà con 850 nha. Còn xăng mà giật nổ là giờ còn gì là dọn nữa đâu. Giờ là quất xài thôi cho 850 ngàn rẻ. Rẻ bèo. Quá rẻ luôn. Vô con 33 nè. 850 ngàn. Vô con 33 nè. Bực con tắt luôn coi. Vô tí ra. Con này thấy cũng còn xăng nè. Con nào mà còn xăng bên Nhật là thử là nó nổ liền. Đó, biết mà. Chị thấy mà có còn xăng là nổ hết. Đó. Rồi, cắt đi. Rồi, dây con tắt đây, nó xuất ra đây. Đó, dây con tắt nó xuất ra nha. Con 33 hả? Rồi, 33. Rồi, bán 33 thì cho bà con 850 ngàn luôn. 33. Rồi vô con 34 nữa nè. Một con Echocuris nữa nè. Con này bao hơi bao lửa cho bà con nha. Đó, hơi hám rồi còn ngon luôn. Nhưng mà bình xăng này thì sẽ hỗ trợ một cái bình xăng trên cho bà con. Giờ bà con đổ luôn nè. Đó, bỏ một cái bình xăng leo vô cho bà con Echocuris nha. Đó, con này cũng vậy. Cũng không có chén cỏ. Có đầu bò. Đầu bò chén kẹp còn. Đó, rồi bán cho bà con 700 ngàn. Hỗ trợ cho một cái bình. Giờ đổ vô. Đó, 34, 700 ngàn. Hỗ trợ bình. Rồi vô con 35 nè. Đó, 35 là một cái con phun thuốc tự hành nha bà con. Đó, phun thuốc tự hành. À, đầu áp nó là ti da trắng. Ti da trắng nha, đầu Olivia. Đó, mã lực của nó là lên 50kg nha bà con. Đó, mã lực lên 50kg, 55 lít nước. Đó, 55 lít nước trên 1 phút nha. Dây nó nằm tầm là 150m, gần 200m nha. Dây này phải gần 200m. Tự hành, tự chạy nha. Đây bóp này lên chạy. Cái này là gạt, cái này là tự thu dây về. Đó, động cơ là động cơ Kuta GH170 6 ngựa nha bà con. Đó, động cơ là Kuta GH170 là 6 ngựa. Đó, 6 ngựa nha. Rồi, ngày hôm nay Thiện sẽ bán cái con tự hành này cho bà con. Giá bán là 11 triệu nha. Đó. Giá bán là 11 triệu nha bà con. Đó, con này nè, đầu áp ti da trắng, bao xài. Con này là bao xài luôn cho bà con. Đó, con 35 nè là bao xài cho bà con. Giá bán 11 triệu là bao xài nha. Đó, 11 triệu bao xài. Vô con 36 nữa nè. Cũng là một con Kuta GH170 luôn. Con này cũng đầu áp ti da. Ti đây là ti da đen nha. Đó, đầu áp cũng Olivia luôn. Đó, Olivia luôn. Con này cái mã lực của nó là 50kg. Lít nước nó chỉ có 42 lít nước trên một phút thôi nha. Cũng tự hành luôn. Đó, con này cũng tự hành. Dây nó còn nằm tâm rử hơn 150m nha. Đó, con 36 nha. Rồi con 36 này cũng vậy, chuyện cũng bán cho bà con là 11 triệu nha, bao xài. 11 triệu là bao xài nha. 11 triệu là bao xài luôn đó. Rồi vô con 37 nè, một con siêu VIP luôn. Một cái đầu ti sứ nha. Ti sứ Kuris 351 nha bà con. Đó, ti sứ nè. Còn cái đầu áp là quá đẹp luôn. Dây nó nằm tầm là 150m. Dây mà, bà con dùm cái dây nó nè. Còn mối tinh xà beng luôn, cũng tự chạy luôn. Giỡn này lên bóp con là tự chạy luôn, tự hành luôn nha, tự thu dây về luôn, xài xong rồi giờ thu dây về luôn, coi dây còn mới tinh xà beng luôn bà con dòm nè, y như là chưa có xài. Còn con này nó nằm ở trên động cơ là Mitsu. Con này nằm trên Mitsu nha, đầu Mitsu GM132 nha bà con. Đó, GM132. Con này là động cơ nó là 4 ngựa nha, Mitsu đời mới. Mã lực cái con này là đầu áp này cái số ký nó đâu mất rồi ta? Nó nằm cái tem ở đâu rồi? Đây, nó nằm đâu dưới đây. Con này là
30 cái gì đây, không phải đầu áp nó mất, nó mất cái tem mẹ mất rồi, hình như nó cũng 35 ký hay sao á, nó mất cái tem rồi nha bà con. Nó nằm ở đâu rồi thiện kìm chưa thấy đâu, nhưng mà bà con cái xẹt lên mạng BS Curis BS 351 là biết cái mã lực của nó bao nhiêu liền đó. Con này nằm trên vàng tự hành nha, dây đủ không phải là 150 mét, dây còn mới tinh xà beng luôn nè. Rồi cái con này bán cho bà con giá bán 13 triệu nha, 13 triệu bao xài con 37, 13 triệu bao xài nha. Vô con 38 luôn, 38 nè, một con bơm nước nha bà con, bơm nước Rubin EI14. Con này nằm trên dàn bơm hút xả là 42 đó, hút xả 42 nha, động cơ là 3 ngựa rưỡi. Con này là động cơ nó là 3 ngựa rưỡi, lưu lượng nước nó là 400, lưu lượng nước nó là 330 lít nước trên 1 phút nha. Rồi bán cho bà con bao xài cho bà con luôn, giá bán 1.8 triệu nha, 38 1.8 triệu nha, hấp vô. Rồi vô con 39 nè, một con bơm nước hút hút xả 60 nữa nè. Con này là con Mitsu nha bà con, Mitsu GM91 nha, GM91. Con này là GM91 nha, bao xài, chuyên con này là bao xài hút xả 60, lưu lượng nước con này là 410 lít nước trên 1 phút. Đời ô phát vơ nha. Con này bán cho bà con là 2.4 triệu nha, 2.4 triệu bao xài, hấp sơ vô. Con mấy rồi? 39. Rồi vô con 40 nè, rồi lấy cái cỏ, em lấy cái cỏ bỏ ra ngoài đây hết đi. Vô con 40 nè, một con Tanaka nữa nè, một con Tanaka bao đủ đồ bao xài cho bà con luôn. Riêng con này là bao xài chén cỏ đầu bò con, chén cỏ đầu bò còn chén kẹp còn luôn. Con này là bán là bao xài cho bà con nha, bán cho bà con là 850 ngàn, giờ cứ việc đổ xăng vô là xài thôi. 850 ngàn con lô 40, 850 ngàn. Vô cái lô 41 nè, cũng bao xài chén cỏ này, thì sẽ bỏ chén cỏ, ưu tiên bỏ chén cỏ thêm vô cho bà con luôn, đủ đồ. Con này là con Hikachi, con Hikachi nha, đầy đủ đồ bao xài cho bà con. Con này Hikachi này bao nhiêu đây, Hikachi con này nồng nó bao nhiêu, Hikachi 22, con này nồng nó cũng 32, 41 nha bà con, bao xài. Chuyện con này là bao xài cho bà con, bán cho bà con là 900 ngàn, thiện sẽ hỗ trợ cho một cái chén cỏ nha. 41, 900 ngàn. Vô 42 nè, một con Maru nè, Maru 23 nè, Maru 23 nha. Con này tâm rời nha bà con, tâm rời tâm 260, chén cỏ đồ này đầy đủ, lữ cắt lũ đồ còn đầy đủ luôn. Đó, Maru Yama bao xài nha, riêng con này là bao xài cho bà con. Rồi bán cho bà con 1.2 triệu nha, bao xài bán 1.2 triệu, 42 1.2 triệu nha. Rồi vô con 43 nè, một con Rubin nha, một con Rubin, một con Rubin bao xài luôn cho bà con luôn, bao đủ đồ, giờ cái việc là đổ xăng vô là xài, chén cỏ không có, có chén kẹp còn, chén kẹp đồ còn nha. Rồi bao xài bán cho bà con 800 ngàn nha, 43 800 ngàn. Vô 44 nè, 44 chú à, có một cái lữ này nữa nè, 44 cũng một con Rubin luôn, 800, một con Rubin luôn nha, một con Rubin 232 luôn, 232 232 luôn nha, có lữ cắt luôn. Rồi bán cho bà con 900 ngàn nha, bao xài 44 900. Vô con 45 nè, một con Tanaka mà nó bị bên Nhật bị thả mình gãy hết cánh tay rồi, còn có một cánh thôi nha. Giờ bà con kiếm một cánh nữa bỏ vô, con này là bao hơi bao lửa cho bà con. Chén cỏ mất, đầu bò mất cái chén kẹp nha, đầu bò mất chén kẹp. Rồi bán cho bà con 400 ngàn, 45 400 ngàn nha. Vô con 46 nè, vô con 46 nè, một con Maru còn đẹp luôn nè, Maru Yama nữa nè, quá đẹp luôn. Con này cực kỳ đẹp luôn. Con này là chén cỏ, chén cỏ là thiện sẽ hỗ trợ chén cỏ cho bà con luôn. Riêng cái cây này hỗ trợ chén cỏ cho bà con, chén kẹp còn, hỗ trợ chén cỏ ra bóp nha. Rồi con này bán cho bà con 1.2 triệu luôn, bao xài 46 1.2 triệu nha, hỗ trợ chén cỏ, 46 1.2 triệu. Vô con 47 nè, một con Echo nữa nè, Echo Curit nữa nè, Echo 22 nha.
Đó, con này á hơi hám rồi còn rất ngon. Đây nè. Đó, hơi hám rồi còn ngon luôn. Chuyên con này muốn bao xài luôn, dời bao nổ luôn cho bà con đó. Đó, con này như vậy. Echo. Đầy đủ nha, chén cỏ còn. Chén cỏ còn nè. Đầu bò mất trứng kẹp nha. Đó, đầu bò mất trứng kẹp. Ừ, con này để hình như cái trên kia nó có trứng kẹp hay sao á. Đây, hình như nó có một cái, hai cái luôn. Ồ, hai ba cái luôn. Rồi mấy cái đó để chị bỏ vô cho. Rồi con Echo. Rồi Echo này bao nổ luôn cho bà con. 47. Rồi bán cho bà con là 1,1 triệu luôn. Vô một con cuối cùng. 48 nè. Một con Rubin. Ruby. Ruby 27 nha bà con. À, Ruby 27 con này là bao nổ luôn cho bà con. Con này là chén cỏ, thiện sẽ hỗ trợ chén cỏ. Tay cầm. Tay cầm thì thiện sẽ kiếm một cái tay cầm sắt cho bà con. Đó. Tay cầm nếu mà để thiện coi thử nó có cái tay cầm nào thiện sẽ bỏ vô cho bà con. Còn không có là thôi nha. Nếu mà bỏ vô là bỏ một cái tay cầm sắt cũng được đi. Đó, đầu bò. Đầu bò trứng kẹp, trứng kẹp thì trên kia biết đó, nó trùng hở nó trùng thì bỏ vô cho bà con luôn. Đó. Bao con này là bao xài luôn cho bà con. Riêng con này bao xài nha. Rồi bán cho bà con 1,1 triệu nha. 48 1,1 triệu. Vô con 49 nè. Một con bơm nước Rubin EE15 nha. Đó, Rubin EE15. Con này là bao xài nha. Đó, bao xài. Con này nằm trên dàn bơm hút xả là 60 nha. Hút xả 60. Nó mấy sơ ra đây. Dạ. Hút xả 60, con này lưu lượng nước nó là 450 lít nước trên 1 phút nha. Đó, con số 19 nè. 49 nha bà con. Đó, 49. Đây nó có ren đồ sẵn luôn nè. Đó, còn nó có một cái ren nữa nè. Đó là bao xài, để chúng nó hấp vào đây luôn em. Cứ hấp ra đây chúng nó mình sắp vô. Rồi, 49 nè, bao xài cho bà con nha. Giá bán là cho bà con là 2,1 triệu nha. Đó, giá bán 2,1 triệu. Vô con 50 nè. Đó, 50 nè. Một con này cũng vậy, cũng bao xài luôn cho bà con luôn. Đó, con này nằm trên dàn bơm cũng hút xả là 60. Lưu lượng nước con này là 500 lít nước trên 1 phút nha. 500 lít trên 1 phút. Rồi bán cho bà con 1,9 triệu bao xài nha. Kawasaki, động cơ cũng là 3,4 người. Đó, 1,9 triệu bao xài. Vô con 20. Vô con 51 nè. Một con Echo Kudit nữa. Con này bình 12 lít. Con này bình 12 lít nha. Nappo E là thiện sẽ bỏ vô cho bà con nè. Con này cũng vậy, bao xài cho bà con. Con này là không có chức năng xả lúa nha. Đó, không có chức năng xả lúa. Rồi bán cho bà con 1,3 triệu nha. Không có chức năng xả lúa, bán 1,3 triệu. Con 51, 1,3 triệu. Vô con 52 nữa nè. Một con MD 170 nè. Con này có chức năng xả lúa nha. Bình nó 12 lít nha bà con. Đó, bình nó 12 lít. Con này có chức năng xả lúa, bao xài luôn cho bà con. Đó, có chức năng xả lúa, bao xài. Bao xài luôn, đủ đồ hết, đã nó bao xài thì không có thiếu đồ nha. Đó, máy móc đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi con này bán cho bà con 1,7 triệu nha. Con 52 1,7 triệu. Vô con 53 nè. Một con TF22 nha, xài đầu, xài xịt thuốc, đầu xịt thuốc là Maruyama, đầu xịt thuốc Maruyama nè. Con này hình như nó có chức năng đời. Hình như nó có chức năng đời hay sao á? Đúng rồi, con này nó có chức năng đời nè nha bà con. Đó, có chức năng đời. Con này là bao nổ luôn, bao đầu áp luôn, đầu áp đã xài được luôn. Đó, con này nó đây nè, bình nó nằm hàng sau nè, dây cắm nó nè. Đó, bình nó là 25 lít. Nhưng mà cái này là bị rách ha. Đó, cái đó nó bị rách, bình thì còn mới tinh xà beng luôn. Đó, mới lắp. Đó, bình nó còn đẹp, nó răng một chút xíu này thì có hàng sơ lại rồi. Rồi bán cho bà con này cho bà con nha, 1,9 triệu. 53 1,9 triệu nha. Vô con 54 nè. Một con Echo Kudit nữa nè, bình 20 lít nha. Con này thiếu Nappo E là thiện sẽ bỏ Nappo E cho bà con nè. Con này là bao xài luôn. Con này nó không có chức năng xả lúa nha. Đó, bình đồ máu tinh xà beng luôn. Con 54 nè. Đó, 54. Con này Echo Kudit còn đẹp xuất sắc luôn nè. Rồi bán cho bà con này là 1,5 triệu nha. Con 54 1,5 triệu. Vô con 55 nè. Nó sơ sơ ra như đó, nó sơ ra đây. Rồi con 55 nè. Một con giang ma nữa nè. Trời, con này là bình nó là 22 lít. Còn cực kỳ đẹp luôn. Giang ma bơi F400. Đó, giang ma bơi F400 nha. Con này là không có chức năng xả lúa. Con này là không có chức năng xả lúa đâu. Đó, máng nó đây nè. Đây nè, chị có mở cái đây ra để cho bà con dòm cái máng đó. Gạt cái con kia lên coi Tấn ơi. Cần máng á. Đó,
con này máng này là bà con xài coi chừng xả lúa được luôn nha. Đó rồi, con BS 400 nha, con này bán cho bà con này còn đẹp xuất sắc luôn, bán cho bà con 1,8 triệu nha. Bình 26 lít luôn nghe chưa. Rồi 1,8 triệu vô con 55 luôn, vô con 56 nè, một cái con bình trái bí nữa nè. Con này là con Komitsu nha, 3,500 nha, Komitsu bình trái bí. Con này cực kỳ còn đẹp xuất sắc luôn, bao xài, nhưng con này là bao xài cho bà con nha, có chức năng xả lúa, con này còn đẹp lắm, quá đẹp luôn. Con này ha, Komitsu. Rồi bán cái con Komitsu này cho bà con là 2 triệu nha. Con 56 2 triệu. Vô con 57 nè. Một con xịt thuốc nữa nè. Con này TGM18 nha. Con này bình nó là 15 lít nha bà con, còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Con này nó xài quạt nha bà con. Con này nó xài quạt, bình nó còn mới tinh luôn nè, thấy bà con dòm nè. Bao xài cho bà con. Nhỏ gọn. Rồi bán cho bà con 1 triệu mốt nha. Bán cho bà con 1 triệu mốt, còn cực kỳ đẹp luôn. Con 57 nha, 1,1 triệu. Vô con 58 nè. Một con Kuruta 518 nữa nè. Bình nó là bình 22 lít nha bà con. Bình 22 lít. Con này bình 22 lít nha, bao xài, có chức năng xả lúa. Con này nó có chức năng xả lúa nha bà con. Có chức năng xả lúa, còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Con 58 nè. Rồi 58 này bán cho bà con 2 triệu rưỡi nha. 58 2 triệu rưỡi. Nó chỉ xấu ở một chỗ cái tay ga nè, tay ga hơi xét, giờ bà con chà sơ ra thôi, đã bao xài luôn. Ở dàn lông dàn đồ còn đẹp luôn nha. 58. Vô con 59 nè, một con Echocurit nữa nè, bình nó 12 lít nha, bao xài. Con này là bao xài rồi. Rồi đai lưng đai đồ còn đẹp, không có chức năng xả lúa. Rồi bán cho bà con 1 triệu 2 nha. 1 triệu 2, bình còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi vô con 60. Đây, một con 60 Echocurit nữa nè. Một con Echocurit, bình nó là 25 lít nha bà con. Bình 25 lít có chức năng xả lúa. Con này nó có chức năng xả lúa nha. Đây yên đây đồ còn mới tinh xà beng luôn nè bà con. Dùng quá đẹp luôn. Con này hình như bình nó là bình cũng là 20, gần 25 lít nha. Bình này nó 20 nè. Còn cực kỳ đẹp luôn. Rồi bán cái con này cho bà con 2 triệu 7 nha. Con Echocurit 2 triệu 7. Con 60 nha bà con. 60 2 triệu 7. Vô con 61 nè. Một con xịt thuốc TG18 nữa nè. Con này là xài đầu áp á, là T2 đầu nè. Bao xài luôn cho cả bà con luôn. Bình 25 lít con 61 nha. Bình 25 lít. Bao xài cho bà con, đai lưng đai đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi bán cho bà con 2 triệu 2 nha. Con xịt thuốc 2 triệu 2. Vô con 62 nè. Một con Maruyama nữa nè. Maruyama nha. Con này bình nó là bình 20 lít nha bà con. Bình 20 lít còn cực kỳ đẹp luôn. Con này để Thiện coi có chức năng xả lúa không. Rồi con này không có chức năng xả lúa nha bà con. Con này Maruyama không có chức năng xả lúa, bình 20 lít còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn. Quá trời đẹp luôn nè, thấy bà con dòm không. Rồi bán cho bà con 1 triệu 9 nha. 62 1 triệu 9. Vô con 70 nè, một con siêu phẩm nữa nè. 60. Vô con 63 nè. Một con Yama nè, BS401 nha. Con này là một con siêu phẩm luôn. Con mới tinh xà beng luôn nè bà con dòm nè, quá trời mới luôn. Bà con coi nè, không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Không thể nào tưởng tượng nổi luôn nha. Con này cực kỳ là đẹp luôn. Rồi con 63 này bán cho bà con 2 triệu mốt nha. Còn tem, đóng tem của Nhật luôn nè, thấy không? Gớm không? 63 2 triệu mốt. Vô con 64 nè. Một con xịt thuốc nha. Đầu động cơ là con Mitsu G500 5 ngựa nha. Nằm trên đầu áp, đầu thao T-inox nha bà con. Đầu thao T-inox, mã lực của nó là nó lên tới 35 kg nha, lưu lượng nước nó 48 lít nước. Lít nước là 48 lít nha, mã lực của nó là 35 kg đó. Xài poly 3 tầng, poly 3 tầng luôn. Con này cực kỳ mạnh luôn đấy đó. Đầu áp nó là đầu ti này nó khoảng nó là ti này là ti 18 hay ti 20 lận, ti 20 rồi, 20 22 lận nha, ti lớn nha, 3 ti. Đồng hồ đồng đồ cũng còn đẹp, đầu thao cũng còn đẹp nha. Rồi bán cái con này cho bà con, bao xài luôn cho bà con nha. Giá bán là 3 triệu 3 nha. Bao xài 3 triệu 3, 64, 3 triệu 3. Con này đăng chưa? Vô con 65 nè. Một con đầu ti sứ nữa nè. Con này đáng lẽ là đã đi rồi. Và cái kênh bà, ông chú, ông chốt đã rồi, sáng mai anh Đình nè. Đó, ngày hôm nay sẽ bán cái con này bỏ ghét luôn cho bà con luôn. Bán cho bà con này còn 4 triệu rưỡi nha.
65 bao xài bán cho bà con 4,5 triệu. 65 4,5 triệu nha. Vô con 66 nè, một con Honda nữa nè, nằm trên đầu áp đầu thao ti nóc luôn. Ờ, đầu thao ti nóc nha, có chỗ cuốn dây, cuốn dây cuốn đồ vô hết nha bà con. Đó giờ bà con mua dây cuốn vô. Động cơ là Honda GX. GX 140 nha, 5 ngựa. Còn đầu áp của nó là ti, nó là đầu thao ti nóc nha. Mã lực của nó là lên tới là 35 kg nha bà con. Đó, 35 kg. Đó, mã lực lên tới 35 kg kìa. Đó, mã lực lên 35 kg lận. Còn cực kỳ mới luôn. Động cơ là của Honda nè. Bà con muốn dời gắn lên dàn sới dàn đồ thì cũng được luôn. Rồi bán con này cho bà con 5 triệu nha. Đó, con 66 5 triệu. Vô con 67 nè. Một con Kawasaki. À, Kawasaki 3 ngựa 4 nha. Nằm trên đầu áp là ti sứ nha bà con. À, ti sứ. Con này mã lực của nó là lên 20 lít nước trên phút, 35 kg nha. À, còn cực kỳ đẹp luôn. À, bán ra, bán con này là cho bà con là bao xài luôn nha, cho bà con nha. À, bao xài luôn. Bán cho bà con là 3,2 triệu. À, bán bao xài nha. 3,2 triệu nha. 67 3,2 triệu. Vô con 68 nè. À, 68 nè. Một con xịt thuốc động cơ là Subura nha. À, Subura, con này là nằm trên đầu áp là IS nha, IS24. Mã lực nó là 35 kg. Nó là 24 lít nước trên phút nha. Đầu áp IS nha. Rồi bán con này cho bà con 66 68 nha. À, 68 bán gọi là bao xài luôn cho bà con luôn. Rồi 3,2 triệu luôn. À, bán bao xài. Vô con 69 nè. 69 là một con Rubin EI15 nha. Đó, EI15 nằm trên đầu bơm á, là bơm ra bơm hai đầu nè. Một đầu hút là 60, một đầu ra 60, một đầu ra là 42. Động cơ là 3 ngựa rử, lưu lượng nước nó là 600 lít nước trên phút nha. Rồi bán cho bà con 2,4 triệu nha. Bao xài. 69. 2,4 triệu bao xài. Vô con 70 nè. Một con Rubin EI15 nữa nè. Con này là bơm nước nằm trên dàn bơm á, là 60 luôn. Hút xả là 60 nè, lưu lượng 500 lít nước trên 1 phút. Con này cũng bao xài luôn cho bà con luôn. Rồi bán cho bà con 2,3 triệu nha. Đó, 70 2,3 triệu. Nha. Rồi vô con 71 nè. 71 nè, một con Kuruta MD220 nè. Con này là bình nó 20 lít nha. Con này có chức năng xả lúa. Hấp sơi ra một chút coi tôi. À, có chức năng xả lúa nha. Con này là bao xài luôn cho bà con. Bình còn cực kỳ là đẹp xuất sắc luôn nè. Nó thiếu một cái đai lưng. Đai lưng là Thiện sẽ bỏ vô cho bà con nha. Còn cái chuyện cái này nè. Đó, Thiện chưa có vệ sinh sạch ra, mình chà sạch sẽ ra là nó đẹp cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, con số 17 bán cho bà con 71 chứ quên. Con số 71 bán cho bà con 2,5 triệu nha. À, 71 2,5 triệu. Vô con 72 nè. Đó, cũng là một con Kuta MD220 nè. Đó, con này đai lưng đai đồ là còn được hết nè. Đó, quá đẹp luôn nè ha, đai đồ cũng còn đẹp xuất sắc luôn. 72 rồi, 72 này cũng vậy, cũng bán cho bà con 2,5 triệu luôn. 72 2,5 triệu luôn nha. Rồi vô con 73 nè. Một con Echo Kurit cũng là Kurit nữa nè. À, con Kurit này luôn, con này là cũng bao xài luôn cho bà con luôn. Giá bán cho bà con là 1 triệu nha. Con 73 1 triệu bao xài. Vô con 74 nè. 74 là một con Maru Yama nữa nè. Ờ, Maru Yama bình 12 10 mấy lít đây. Bình 12 lít cũng không có chức năng xả lúa nha. Ờ, không có chức năng xả lúa. Rồi bán cho bà con 1,4 triệu nha. Ờ, bán cho bà con 1,4 triệu. Con 74 1,4 triệu nha. Vô con 75 nè, một con Echo Kurit nữa nè, bình 20 lít nè. Ờ, bình 20 lít. Con này bao xài luôn cho bà con, đủ đồ. Bán cho bà con 75 1,5 triệu nha. 75 1,5 triệu. Vô con 76 nè. 76 là một con Rubin 500 nè, Rubin mũ nha. 500 bình nó là bình bao nhiêu lít đây? Bình 22 lít nha, có chức năng xả lúa nha bà con. Con này nó có chức năng xả lúa nè. À, có chức năng xả lúa nha, bán rất lớn. À, cực kỳ còn đẹp xuất sắc luôn nè. Rồi bán con 76
76 nha. Con này bán cho bà con là 2.6 nha. Đó, bán cho bà con 2.6. Vô con 77 nè. Cũng là một con Rubin luôn nè, 501 luôn nè. Bình là còn đẹp xuất sắc luôn, bình 20. Đó, bình 20 lít nha. Đây lưng đây đồ cũng còn đẹp bao xài luôn cho bà con. Rồi con 77 nè. Bình nó 22 lít, cũng có xả trước chất nhân xả lú luôn, bán cho bà con 2.6 luôn. Vô con 78 nè. 78 là một con Echo Credit nữa nè. Đó, con này cũng bao xài cho bà con luôn. Mà nó thiếu cái nắp OE thì sẽ bỏ vô cho bà con nè. Đó, sẽ bỏ vô cho bà con nha. Đây lưng đây đồ là còn mới tinh xà beng luôn. Con này còn mới lắm. Rồi bán cho bà con này 1.3 nha. Bán cho bà con 1.3. Con 70 mấy? 78, 1.3 nha. Vô con 79 nè. Một con Mitsubishi GM180 nha. Con này là bao nổ luôn cho bà con nha. Đó, bơm đồ là còn ok luôn. Hút xả là 90. Đó, hút xả là 90 nè. Đó, lưu lượng nước là 1000 lít nước trên phút. Chuyên dời hút bùn, hút cát, hút hố ga. Đó, đi những công trình hút nước nó là bơm trên không nha. Không cần xài lớp bơ dưới, có nghĩa ngoài miền Bắc á, là kêu là cái chỏ. Còn ở miền Nam á, là kêu bằng lớp bơ nha. Đó, 79. 79 con này thì có giá bán cho bà con là 3.6 nha. Đó, 3.6. Rồi vô con 80 nè, cũng là một cái con Kawasaki 5 ngựa 2 nha bà con. Con này là hút xả cũng là 90 nè, lưu lượng là 1000 lít nước trên phút luôn. Cũng có chức năng hút bùn, hút cát, hút hố ga luôn nha. Đó, có chức năng đó hết. Con này là còn cực kỳ còn đẹp, tương đối là đẹp, lưu lượng là 1000 lít nước trên phút. Rồi con 80 này bán cho bà con 3.2 nha. 80 3.2. Vô con 81 nè. 81 là một cái con BS nè, Yanma BS nha. Con này nó có chức năng đời nè. Đó, có cái cũ đời nó còn nằm ở dưới nha. Dây cổ đồ nó nằm ra ở trong này nè. Đó, thiện thấy nó lòi qua bên đó nha. Thiếu nắp OE sẽ bỏ nắp OE cho bà con. Bình này là bình 22 lít nha. Đó, bình 22 lít còn cực kỳ đẹp xuất sắc luôn nè. Đó. Rồi, bán con này cho bà con 2.5 triệu nha. Có đời luôn nha. Đó, BS 50 2.5 triệu. 81 2.5 triệu. Vô con 82 nè, một con bình trái bí cực kỳ còn đẹp luôn. MD302 nè, trời ơi quá đẹp. Con này có chức năng xả lú luôn nha. Bao xài, riêng con này là bao xài cho bà con. Con này còn nhỏ gọn đẹp, xuất sắc luôn. Coi dòi đồ còn luôn. À, quá đẹp luôn. À, bán cho bà con, giao luôn cho bà con 2 triệu nha. Con mấy? 82. 2 triệu. Anh ghi mai tìm ra. Vô con 83 nè. 83 là một con Rubin nữa nè. À, Rubin E15 nha, nằm trên dàn bơm hút xả là 60, lưu lượng là 410 lít nước trên phút nha, động cơ 3 ngựa rử. À, lưu ra con này bán cho bà con giá bán 2 triệu nha, Rubin E15. Rồi vô con 84 nè. Đây giá bán 2 triệu, 84, một con Mitsubishi G350 nha, con động cơ 3 ngựa rử, nằm trên dàn bơm hút xả 60 luôn. À, con này cũng lưu lượng 410 lít nước trên phút luôn. Rồi bán cho bà con này là 2.2 triệu nha, Mitsubishi nha. 2.2 triệu, 84 2.2 triệu. Trời ơi, Thiện vô 80 mấy lô luôn. Rồi, thì ngày hôm nay thì Thiện lên bao nhiêu đó thôi. Ngày mai chắc Thiện sẽ lên tiếp luôn cho bà con nha. Ngày mai Thiện sẽ bắt lớp từ 84 đi lên. Tại 84 bắt đầu sợ trùng kênh cái ngày này. Bà con chốt là tại trong vòng khoảng 2 ngày mới lên kênh lại một lần. Cho nên ngày mai mà Thiện đăng là Thiện sẽ thanh thủ đăng để cho bà con sắp xếp để chuyển hàng cho bà con trước ngày 22, để mà bà con còn nhận hàng trước Tết. Đó, Thiện cũng nói từ đầu kênh rồi, nếu mà hàng mà đi dời xa quá như Hà Nội, Bắc Giang đồ á xa quá thì tốc độ ngày mà 5-6 ngày á, thì nếu mà hàng tới nơi nào mà ăn Tết thì bưu tá sẽ ăn Tết tại đó. Và mùng 2 Tết là bên bưu điện sẽ đóng hàng đi lại cho bà con. Đó, thì ngày mai Thiện sẽ lên từ con 85 đổ lên là đi những cái lô, còn một số lô này. Đó, còn một số lô này Thiện sẽ đi luôn cho bà con luôn. Đó, lô bình lớn, bình nhỏ, bình trái bí rồi nè. Đó, còn khoảng nằm tầm là 4-50 bình nữa. Đó, 4-50 bình nữa là xong. Cho nên là bà con xem là những cái con máy mà Thiện đã bao nổ bữa kênh bữa nay lên á, là để cho bà con lựa chọn trước, là ngày mai Thiện sẽ lên những cái lô này cho bà con nha. Cho nên bà con thông cảm. Rồi, thì Thiện cũng xong cái kênh này, Thiện cũng chúc tất cả bà con một năm mới tràn đầy sức khỏe nha. Mua buôn bán phát đạt phát tài trong năm mới. Rồi để mà bà con buôn bán phát tài phát lộc, còn có tiền ủng hộ cho Thiện nha. Nhớ ủng hộ và chia sẻ mạnh và đăng ký mạnh cho Thiện, để mà Thiện phát triển, để mà Thiện phục vụ cho bà con. Rồi Thiện cũng xin chào tất cả bà con.